nhân gian điên đảo, mãi mê lo kiếm tiền, ngoảnh mặt lại mất dần người thân. Đồng tiền như hoa phấn mà ta là chú ông, cứ lao vô để hút cho đầy đồng. Người ta cứ nhắm mắt tranh đấu với chữ tiền mà quên mất đi bao thân thuộc xa quê, rồi tàn sức khỏe nên lúc mới thấy núi bạc tiền chẳng thể đánh đôi để mua lại thời gian. Đời người không quá ngắn, thế nhưng cũng chẳng dài, còn tồn tại xin hãy yêu thương. Một ngày mới thức giấc, niềm vui là thấy nhau, khô hay sang chỉ muốn tâm bình an. Đúng rồi.